Thank you.
Rất vui ngày hôm nay Ben Nhạc đã có mặt tại đây để gửi tặng mọi người những giai điệu, những ca khúc thật là tuyệt vời ạ. Và sẽ là một ca khúc rất là tình. Xin được phép dành tặng mọi người đều mang tên Giữa Đại Lộ Đông Tây. Nhẹ có hai tiếng trên xe lướt nhanh, lách lên qua dòng người vẫn đang ghi chặt tay ga lăn bánh, gấp phanh nơi đèn đường đêm tay chưa còn ba giây đèn xanh. Và em nói yêu anh, bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất. Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi, chuông tay khẽ ôm từ sau là nơi ấm tan vào nhau. Em muốn được tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi. Giữa đại lộ Đông Tây có mình cầm đôi tay, giữa đại lộ Đông Tây, giữa đại lộ Đông Tây có mình cầm đôi tay, giữa đại lộ Đông Tây. Trong trên bầu trời nét sao đẹp như em đẹp anh, hát vu vơ bành bông mày không chẳng nào không đuổi em biến. La 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 la, ngày đầu
mãi như thế thôi. Trái đất vẫn cứ xoay mặc kệ thời gian có trời có đôi, nhưng em vẫn mong mình mãi như thế thôi. Bờ vai của anh là nơi mà em đã yên bình nhận. Em muốn nương tựa vào anh ngày về sau mãi mãi, choàng tay ghé ôm từ sau là nơi ăn tan. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã lắng nghe Bé Nhạc với một ca khúc đầu tiên. Và một ca khúc tiếp theo sẽ là một ca khúc cũng rất là quen thuộc, được mang tên Có Em Chờ. Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh, đèn vàng thắp lên đêm.
những dịu êm từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mất em. Biết sẽ qua những lúc trái tim đau đớn không ngừng, vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi. Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh, đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ. Tình yêu là những dịu êm từng rất nhiều. Và mọi người có thể dành cho bên nhạc một tràng pháo tay thật to được không ạ? Vâng, một lần nữa bên nhạc xin trân trọng cảm ơn mọi người đã lắng nghe, và một lần nữa xin cảm ơn mọi người ạ. Xin trân trọng kính mời các anh chị em Đại học Tokyo lên sân khấu để chúng ta chụp một kiểu ảnh ạ. Em chỉ lấy quyền ban tổ chức là lần này thôi. Xin mời các anh chị em trường Đại học Tokyo lên sân khấu. Xin mời các anh chị em Đại học Tokyo lên sân khấu. Và các anh chị em các trường đại học khác, chúng ta cứ giành quyền vì sắp hết phần rồi. Thank you.
Chị Thủy, chị Huệ Anh Công, Thảo, em Hùng, em Minh, Hitotsubashi ơi. Mời các anh chị em đại học Hitotsubashi. Mời các anh em đại học Hitotsubashi. Các anh em các trường. Mời các anh em ở Hitotsubashi và người yêu cũ ở Hitotsubashi lên sân khấu. Anh tiếp theo là đại học Waseda. Tiếp theo là đại học Waseda. Tiếp theo là Yokohama. Tiếp theo là Nagaoka. Bây giờ là Hitotsubashi. Tiếp theo là Waseda. Các anh chị em ở Waseda chuẩn bị nhé. Các em chị em ở Waseda chuẩn bị. Kyodai ở đây có ai không ạ? Kyoto ở đây có ai không ạ? Tatsuku đây. Tatsuku đây. Toko đây có ai không ạ? Toko đây có ai không ạ? Toko đây không có ai đúng không ạ? Nechi đây nữa kìa, Nechi đây nữa. Ôi từ từ, sắp 3, sắp 3. Tiếp theo là Yokohama, là các bạn Yokohama chuẩn bị chưa? Ok, ok. Đề nghị Yokohama khẩn trương ạ. Waseda chuẩn bị ạ. Xin mời các bạn Waseda chuẩn bị ạ. Sau Waseda là Kyodai. Sau Waseda là Yokohama. Kyodai đó. Vui đấy, bạn này mới vui đấy. Các bạn, ưu đông này, Yokohama. Nào, 1, 2, 3, Yokohama. 1, 2, 3, Yokohama. Waseda. Các bạn yêu Waseda chuẩn bị. Nào. Các bạn Yokohama chụp tranh khẩn trương nhé. Các bạn Waseda đang chờ. Một tràng pháo đây cho Yokohama. Một tràng pháo đây cho Yokohama. Mời các bạn xuống. Bác cảm ơn, cảm ơn. Xin mời đại học. Xin mời đại học Waseda. Xin mời đại học Waseda đón lên sân khấu. Ba tổ chức ơi, mà cháy chương trình thì báo nhá. Cháy rồi. Tiếp theo, tiếp theo đại học Kyoto ạ. Tiếp theo đại học Kyoto. Tiếp theo đại học Kyoto. Sau đại học Kyoto là trường nào ạ? Chủ nhân chiếc xe 30F 37597 vui lòng đánh xe ra. Chủ nhân chiếc xe 30F 35797 vui lòng đánh xe ra ngoài ạ. Nhà đang bị cháy ạ. Vâng. À, đây là Saitama. À, cái đội Saitama kiếm thế đàn à. Cần chưa, cần chưa, cần chưa. Còn ai Saitama được không ạ? Còn ai Saitama được không ạ? Em xin lỗi là em đã cướp mic của ban tổ chức. Em sau vụ này sau em xin miễn mọi trách nhiệm về vụ này nhé. Osaka, Osaka, Kyodai. Mời Kyodai lên sân khấu ạ. Sau Kyodai, sau Kyoto là đến
拍手ください、拍手ください。Alo, tác xúc đây đâu nhỉ? Có bao giờ mời anh chị lên đây? Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời các anh các chị đã theo học tại trường đại học quốc tế Nhật Bản, trường đại học quốc tế Nagoya, các trường đại học ở phía Bắc Nhật Bản cùng tiến lên phía sân khấu. Sau đây là chương trình chụp ảnh của trường đại học quốc tế Nhật Bản cùng anh các chị đã từng tốt nghiệp ở phía Bắc Nhật Bản. Sau đây chúng tôi ban tổ chức xin kính nhờ quý vị các anh các chị các trường của phía Nam Nhật Bản lùi về phía sau một chút để cho các anh các chị ở phía Bắc Nhật Bản lên. Chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu anh Hoàng Thăng Bình, hiện là giảng viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, lên sân khấu đại diện cho các anh các chị đại học ở phía Bắc Nhật Bản để chụp bức ảnh lưu niệm. Các anh các chị học ở phía Nam xin nhường sân khấu trong giây lát. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời anh Nguyễn Tùng Lâm. Anh Nguyễn Tùng Lâm từng có những thời gian làm việc và tu nghiệp tại Nhật Bản, nay đã qua nhiều năm và muốn được chụp ảnh lưu niệm cùng các anh chị và các bạn. Để khi mà ban tổ chức chúng tôi một lần nữa xin mời quý vị các anh các chị đã từng đến phía Bắc Nhật Bản, đã từng chụp ảnh tại phía Bắc Nhật Bản, từng đi trực tiếp tại Nhật Bản, cùng tiến lên sân khấu để chụp bức ảnh lưu niệm cùng anh chị em. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu anh Hoàng Thăng Bình, hiện nay anh là giảng viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh đợi tí. Hello. Thay mặt ban tổ chức chúng tôi đề nghị tất cả các anh chị cố gắng hết sức khẩn trương. Chương trình chụp ảnh chúng ta chỉ còn đúng 2 phút nữa thôi nhá. Xin mời tất cả các anh chị em đã từng học ở trường Đại học Tokodai chuẩn bị lên sân khấu để chúng ta có một cái bức ảnh. Xin mời các anh chị ở trường Tokodai ạ. Tokodai ạ. Vâng, Tokodai xin mời ạ. Xin mời các anh chị trường Tokodai ạ. Tokodai ạ, Tokodai ạ. Các anh chị Tokodai có đúng nửa phút chụp ảnh thôi nhá. Rồi. Sau các anh chị trường Tokodai, xin mời các anh chị trường Osaka. Hàng đây. Mỗi một nhóm chúng ta chỉ có nửa phút chụp ảnh thôi ạ. Thôi xong rồi nhá. Các bạn ở trường Hyundai chuẩn bị. Thôi xin mời các anh chị trường Tokodai xuống đi ạ. Vâng, xin cảm ơn. Rồi xin mời các anh chị Hyundai đi ạ. Xin mời các anh chị trường Hyundai lên đi ạ. Không nhớ hết đâu. Rồi cứ lên đi. Vâng. Xin lỗi các anh chị, có một việc, có một tình huống phát sinh ạ. Anh chị nào là chủ xe 3BF37597, xin mời
hợp tác ra đánh xe cho chủ nhà vào nhà. Xin lỗi ạ, ở đây có anh chị nào là chủ chiếc xe 30F37597 không ạ? Xin mời các anh chị ra đánh xe cho chủ nhà vào, chủ nhà đã cáu rồi ạ. Dạ, xin nhắc lại một lần nữa, anh chị nào là chủ xe của 30F37597, xin mời các anh chị ra đánh xe. Chủ xe bắt đầu dùng vôi rồi đấy ạ, bắt đầu đem nồi vôi rồi. Bây giờ xin mời các anh chị trường KO ạ. Các anh chị trường KO chuẩn bị đi ạ. Có anh chị nào học ở trường KO không ạ? Có anh chị nào học trường KO không ạ? Zeiss à? Có anh chị nào học ở trường Zeiss không ạ? Có anh chị nào học ở trường Zeiss? Xin mời lên đây chụp ảnh đi ạ. Được rồi, được rồi. Phần chụp ảnh này chúng ta chỉ còn có đúng 1 phút nữa thôi ạ. Clip à? Tiếp theo xin mời anh thị trường 93 đây ạ. Các anh chị là trường 93 đây, xin mời lên luôn đi ạ. Xin mời các anh chị trường 93 đây lên. Rồi rồi. Bạn Mai Lâm trường 93 đây đâu ạ? Bạn Mai Lâm trường 93 đây đâu ạ? Nhanh nhanh lên ạ. 93 đây, 93 đây. Xin mời 93 đây đi ạ. Lên đi, lên đi. Trường 93 đây sẽ là phần kết thúc của phần chụp ảnh này ạ. Alo alo ạ, các anh chị khẩn trương giúp cho ạ. Những anh cao cao thì đứng bên ngoài hộ cái. Anh cao đứng bên ngoài đi, anh cao. À, chị Mai Hoa ở đâu ạ? Chị Mai Hoa ơi. Chị Mai Hoa ơi. Chị Mai Hoa đâu rồi ạ? Chị Mai Hoa đâu rồi? Chị Mai Hoa đâu rồi ạ? Alo. Xin mời chị Mai Hoa. Đây là tốt nào đấy ạ? À vâng vâng, rồi được rồi, các anh chị chụp nhanh ạ, chụp nhanh ạ. Vâng vâng, vâng 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 vâng. Thôi xin mời các anh chụp nốt đi ạ, chụp nốt đi ạ. Bạn Việt Hà vào chụp nốt đi. Chụp. Xin mời các anh chị chụp nốt đi ạ. Các anh chị ở trường Mây Đai có đây không ạ? Trường Mây Đai ạ. Trường Mây Đai ạ. Anh chị ở trường Mây Đai có đây không ạ? Các anh chị ở trường Mây Đai có đây không ạ? Ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính mời anh chị trường Mây Đai ạ. Xin mời các anh chị ở trường Mây Đai, có anh chị nào trường Mây Đai xin mời các anh chị lên ạ. À vâng. Tức là đây Nagoya Đai các cửa. Xin mời các anh chị trường Mây Đai ạ. Đây các anh chị tên chủ luôn đấy ạ. Vâng vâng. Cảm ơn các anh chị. Những bức ảnh hôm nay chúng ta chụp ở đây sẽ được ban tổ chức up lên như toàn bộ trên fanpage. Đây các chị có thể sau để xem lại sau. Xin mời các anh chị trường Mây Đai chụp xong đi ạ. Vâng, trường clip ạ. Có đông ạ. Thế thì mời các anh chị lên luôn đi. Mời các anh chị chụp nhanh ạ. À.
Trường Rip còn ai không ạ? Xin mời các anh chị Trường Rip lên. Nhờ các anh chị nhanh nhanh hộ chút ạ, khẩn trương một chút. Các anh chị Trường Rip lên đi ạ. Có những ai ạ? Mời các anh chị Trường Rip lên đi ạ, vâng. Các anh chị sẽ là tốt cuối cùng nha. Anh Trường Sơn đẹp quá, anh Trường Sơn đứng ở giữa là được rồi ạ, vâng. Đấy, anh Trường Sơn rất ngà lặng, vâng. Đô Đại hả? Vâng, xin mời các anh chị em trường đạo giao thông vận tải. Một là trường đạo giao thông vận tải, hai là có liên quan đến trường đạo giao thông vận tải. Cả dâu cả rể, mời các anh chị em lên sân khấu. Cái ảnh này là cái ảnh cướp chương trình. Vâng. Ở đây có ai ở trường Đô Đai không ạ? Trường Đô Đai ạ? Trường Đô Đai có ai không ạ? Chị còn đây. Đô Đai có ai không ạ? Rồi, xin mời các anh. Trường Đô Đai có ai không ạ? Rồi, vâng, vâng. Không, kịp rồi. Đô Đai, các bạn đường Đô Đai chốt hạ rồi cái nhé. Các bạn trường Đô Đai chốt hạ tôi cái ạ. Xin mời các bạn trường Đô Đai ạ. Bạn Duy ơi, bạn Duy hết sức khẩn trương lên. Rồi, chữ thứ ba đây chắc không có ai đâu. Xin phép được kết thúc phần chụp ảnh ở đây ạ. Xin lỗi các anh chị. Xin phép thông báo các anh chị một chuyện thế này, tức là hôm nay sự kiện của chúng ta là cũng đã có một đội ảnh riêng của sự kiện, và hiện nay có một số thành viên chúng tôi không rõ ở đâu đem mấy ảnh vào và chụp và có in ảnh ra để bán hay thế nào đấy thì không biết. Nhưng mà xin đề nghị các anh các chị lưu ý là ảnh của hôm nay của chương trình thì ban tổ chức đã có sự chuẩn bị và sẽ đưa lên trên toàn bộ. Sau này sẽ chuyển cho tất cả các trường ạ. Xin cảm ơn các anh chị. Thôi phần chụp ảnh chúng ta kết thúc ở đây ạ. Bạn Hà ơi, nhanh bạn Hà ơi. Bạn tổ chức gì? Bạn tổ chức ở đâu? Alo, xin mời các anh chị ban tổ chức, hình như là ban tổ chức muốn chụp ảnh một cái ạ. Xin lỗi. Cần tìm bạn Tùng Cô Sen 95 hay 96 rồi đấy. Đang cầm cái điện thoại của anh Bình. Rồi, cô B rồi. Ban tổ chức bây giờ. Ban tổ chức cần gì? À thế à, rồi thế được rồi. Alo, xin mời các anh chị trong ban tổ chức ạ. Chả biết ban tổ chức là ai, xin mời các anh chị ban tổ chức ạ. Anh Thôi từ từ anh ạ. Xin mời các anh chị trong ban tổ chức ạ. Xin mời các anh chị trong ban tổ chức. Anh Quốc ơi, xin mời anh. Anh Trần Xuân Nam đâu ạ? Anh Trần Xuân Nam, anh Hồ Thái Hùng đâu ạ? Anh Hồ Thái Hùng đâu ạ? Anh Hồ Thái Hùng đi thả thính ở đâu rồi? Chị Phương ạ. Chị Phương, chị Hương đâu ạ? Anh Trần Xuân Nam đâu ạ? Mời anh ạ. Phương Anh vào đi ạ, Phương Anh vào đi. Anh Trương Hoàng đến chưa ạ? Rồi ạ, vâng. Cảm ơn anh ạ. Anh Thanh Hoàng ạ. Rồi, anh Phan Lê Bình đâu ạ? Anh Phan Lê Bình đâu rồi? Anh Phan Lê Bình đi tìm cái điện thoại ạ. Anh Phan Lê Bình ơi. Anh Phan Lê Bình ơi. Rồi, bên mời chị Mai Anh bên hậu cần nữa. Em Mai Anh và em Hoàng Anh ạ. Chị Mai Hoa ơi. Chị Mai Hoa đâu rồi ạ? Anh Hưng ạ. Anh Hưng đâu rồi ạ? Anh Hưng đâu rồi ạ? Anh Phan Lê Bình đâu rồi ạ? Anh Phan Lê Bình đi tìm cái điện thoại, khổ ghê. À rồi, vâng, khổ quá. Chị Ngân
chị Ngân Tokudai đâu ạ? Chị Hoàng Ngân? Chị Hải? Một, hai, ba, chỉ. Vẫn không gọi được ạ. Vâng. Alo, alo ạ. Xin phép các anh chị một nửa giây thôi ạ. Anh chị nào là chủ chiếc xe 30F37597 có ở đây không ạ? Hiện nay chiếc xe này đang chắn ngang cổng cửa một nhà riêng. Và chủ nhà hiện nay đang khá bức xúc và đề nghị các anh chị đánh xe ra giúp ạ. Chủ nhà đang dọa gọi công an đấy ạ. Vâng, đề nghị các anh chị giúp cho một chút. Alo, alo ạ. Anh chị nào là chủ chiếc xe 30F37597 ạ? Nhờ các anh chị đánh hộ chiếc xe ra khỏi ấy, chủ nhà đang mua sơn rồi. Các anh chị cố gắng giúp cho một chút ạ. Vâng, vâng. Anh chị nào là chủ chiếc xe 30F37597 đề nghị khẩn trương ra đánh xe hộ ạ. Cảm ơn ạ. Anh ơi. Rồi, bây giờ bạn tiếp tục. Nhạc nữa, nhạc. Alo. Đúng là cháy hết cả sân khấu, cháy hết cả chương trình của ban tổ chức rồi các anh các chị ạ. Phần chụp ảnh của các anh chị làm cháy hết chương trình của ban tổ chức rồi, có lẽ chúng tôi phải rút ngắn chương trình lại một chút. À, thôi tôi xin phép tự giới thiệu luôn cho đỡ mất thời giờ của MC nữ. À, tôi tên là Hoàng Dương An, đáng lẽ hôm nay tôi phải có mặt sớm một chút nhưng mà vì mưa to quá nên là chèo thuyền mãi mới đến đây được. À, xin trước hết là xin lỗi, gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả các anh chị và xin chúc tất cả các anh chị cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, an vui và luôn luôn thành công. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị và các bạn hôm nay. À, sau đây chúng tôi xin được phép chuyển sang một cái phần chương trình. À, phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay đó là phần chương trình rất nhiều cái mục mà đặc biệt là sẽ có rất nhiều phần quà đã được ban tổ chức chuẩn bị. Nếu mà chúng ta không tham gia thì sẽ rất phí đấy ạ. Phần đầu tiên là phần gì đây nhỉ anh nhỉ? Chúng ta có khá nhiều là trò chơi đấy. Vâng, có lẽ là chúng ta nên bắt đầu bằng một cái ký ức gì đó mà tất cả anh em chúng ta ở đây, tất cả các anh chị em chúng ta ở đây khi nói đến Nhật Bản là chúng ta với tư cách là lưu học sinh đã từng học tập và làm việc tại Nhật thì chúng ta đều nhớ ngay. Đó chính là, có lẽ đấy chính là những chuyến tàu điện đúng không ạ? Và hôm nay thì ban tổ chức đã chuẩn bị một số những cái giai điệu ở ga Tokyo, ở tuyến Yamanote-sen của Tokyo và tuyến tàu ở Osaka để cho tất cả những anh em đây chúng ta có một chút, một ít phút giây để hồi tưởng lại những cái kỷ niệm như vậy thôi. Và nếu anh chị nào đoán đúng cái giai điệu này thì sẽ có thưởng. À, chúng ta sẽ cùng xem là sẽ có giai điệu của các ga, nhà ga nào ạ. Và nếu mà đoán trúng cái nhà ga mà có cái giai điệu đó thì đương nhiên là sẽ được nhận những cái phần quà mà chúng tôi đã chuẩn bị ạ. Anh An ơi, thử trước một lần nhé. Thử trước bây giờ lần. Chúng tôi xin phép thử trước một lần đúng không ạ? Chúng ta sẽ làm demo một lần. Vâng, xin mời ban tổ chức giúp cho một chút ạ. Rồi, có một anh nói là ga Hà Nội, thế tốt quá rồi ạ. Vâng, thế này thì chắc là có không có thưởng đâu ạ. Vâng. Chưa đến. Ga nào đây ạ, các anh chị ơi? Ga vừa rồi là ga nào ạ? Cho lại. Có ai vừa
vừa nói Shinagawa đúng không ạ? Chưa đúng. Sai rồi ạ. Nói lại thôi, không phải Shinagawa đâu. Shinjuku, có ai đó nói là Shinjuku? Không phải. Thế ga cuối cùng là ga nào ạ? Tokyo. Dạ? Tokyo. À vâng, đấy là ga Tokyo ạ. Thôi chết giờ. Ga Tokyo. Chúng ta chết. Em làm lại một lần. Cái tiết mục này là do anh Trương Hoàng, anh ấy nghĩ ra và anh ấy đã set up chương trình. Nên là các anh chị cố gắng hết sức để lấy quà. Chúng ta nghe lại. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ bước vào. Nghe lại Tokyo đã, để cho mọi người. Tokyo, vâng. Tokyo đúng không ạ? Vâng. Thôi bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần chính. Tiếp đi ạ. Phần chính được chưa anh Hoàng ơi? Rồi, chính đi. Vâng. Chính đi. Xin mời các anh chị lắng nghe phần chính của cái trò chơi này ạ. Rồi, tiếp. Hay quá, vâng. Ai giơ tay ạ? Ga nào đây các anh chị ơi, ga nào nhờ? Ai giơ tay đây ạ? Xin mời chị Liên vừa giơ tay đúng không ạ? Nam à? Nam cái... Ai vừa giơ tay đúng không? Thôi cho anh áo đỏ kia cho nó đẹp kia. Rồi, mời anh áo đỏ à? Anh áo đỏ kia cho nó phong thủy này tốt này. Vâng, mời anh lên. Vâng. Chương trình chơi là phải có phong thủy. Anh nói nhạc, vâng. Dạ, em xin phép đoán là đây là ga Shinagawa. 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 Lại thử một lần. Sai ạ. Sai. Vâng, cơ hội cho các anh chị khác ạ. Cơ hội cho các anh chị khác ạ. Có anh chị nào biết ga này không ạ? Vâng, mời anh áo xanh ạ. Mời anh áo xanh ở phía dưới ạ. Không phải. Mời anh áo xanh ạ. Mời anh áo xanh ạ. Shinjuku. Anh Hoàng ơi, Shinjuku. Không phải ạ. Chán quá. Không phải. Cho nghe lại. Chúng ta nghe lại một lần nữa. Shibuya. Shibuya. Không phải. Chưa phải. Chúng ta nghe lại lần nữa. Bán gần hết ga. Nghe lại, chúng ta nghe lại đi ạ. Xin lỗi các anh chị, đây là tuyến Yamato Tensen ạ. Vâng, ai vừa nói Shinagawa là đúng đấy ạ. Không. À, Shinagawa. Xin mời anh áo đỏ ạ. Phong thủy tốt, đúng là chuẩn phong thủy rồi. À, có chuẩn ạ. Có mình hơi nhầm tí thôi, chứ phong thủy là chuẩn thôi. Đấy, thấy chưa? Cái này có tất cả là 7 ga cùng nhạc này. Có quà ngay ạ. Vâng, hay quá, vâng. Xin cảm ơn anh. Xin các anh chị một lần vỗ tay cho anh áo đỏ ạ. Vâng. Vâng, tiếp một lần nữa ạ. Vâng, xin mời, xin nhờ ban tổ chức ạ. Chúng ta nghe xem ga tiếp theo sẽ là ga nào ạ? Thực ra phong bì chuẩn bị rất là nhiều, nhưng mà thế này hơi khó. Vâng, có anh chị nào đã nhớ ra đấy là ga gì chưa ạ? Ga nào ạ? Em chơi lại một lần nữa. Anh Hoàng ơi, anh Hoàng đề nghị cho nghe lại đi. Vâng, nghe lại một chút anh Hoàng ạ. Đây vẫn là tuyến Yamanote này anh Hoàng. Đúng, vẫn. Đây vẫn là nhạc hiệu của ga thuộc tuyến tàu Yamanote ạ. Em chơi đi. Xin mời anh áo đen ạ, xin mời anh áo đen ạ. Shinjuku. Không phải. Không phải ạ. Không phải rồi. Đây sẽ là cơ hội cho anh chị khác ạ. Gợi ý là ga này là rất nhiều đồ điện. À, ga này rất nhiều đồ điện, thế này thì dễ quá. Chết sợ. Ga này rất nhiều đồ điện, thế mới chết. Vâng. Mời chị Akihabara. Xin mời chị ạ, mời chị lên đây ạ. Đúng rồi ạ. Chúc mừng chị. Chị này là người nhà anh Trương Hòa. Gợi ý thế của chị. Xin cảm ơn các anh chị. Chúng ta... Đặt chơi tiếp nha. Bây giờ Osaka hả? Ok. Em chuyển sang cái kia. Bây giờ chẳng lẽ là sẽ nhường cơ hội cho Osaka. Các anh chị đã từng học ở phía Nam ạ. Các anh chị ở Hello. Osaka. Chuẩn bị ạ. Tennōji desu. Nói tên ga trước, chờ một tí xem rồi mình sẽ em bớt đi một tí, em quá đi một tí.
trường hòa phương tạo không? Không, em phải bước đi một tí. Cái này hơi khó, thôi Yamanote quay lại đi cho dễ nhá. Dạ vâng ạ, đây có một chút sai sót sơ suất của bên ban tổ chức. Anh Trương Hoàng, anh ấy lốt cái nhạc hiệu lại kèm theo tên ga mất. Cho nên là xin lỗi các anh chị, cho phép chúng tôi lại quay về Tokyo thôi, cho nó dễ. Vâng, vâng, xin mời anh Hoàng ạ. Vâng, okay. Bắt đầu ạ, vâng. Các anh chị nghe hộ cái giai điệu này ạ. Đây sẽ là giai điệu cuối cùng của trò chơi này. Ban tổ chức nói giai điệu này khó lắm ạ. Ồ, khó thật. Có anh chị nào khó nhớ thật ra giai điệu này không ạ? Chứ em là chịu luôn rồi đấy ạ. Khó thật đấy ạ. Chết giờ, khó thật ạ. Thử một cái khác đi, cái tiếp theo nhé. Không, cứ vẫn cứ... Vâng. Thấy khó quá, ta lại chuyển sang một giai đoạn khác ạ. Vâng. Chưa. Đây, đoạn này này, đoạn này. Chưa đến nhạc hiệu đâu. Bây giờ nghe nhạc hiệu ạ. Mới là nhạc hiệu đây ạ. Rồi ạ, ga gì đây ạ? Gà đấy mà các anh chị không biết thì đúng là phí thật. Xin mời chị áo đen ạ. Cứ đoán vừa đi chị ơi, cứ đoán vừa đi, nhớ đâu lại có. Xin chúc mừng. Chúc mừng chị ạ. Chúc mừng, đúng rồi. Hay quá đấy. Mời chị lên ạ, mời chị lên nhận quà. Xin nhờ, xin đề nghị các anh chị cho vào tràng pháo tay được không ạ? Và xin cảm ơn chị. Như vậy là chúng tôi tạm thời xin phép dừng cái phần đố vui có thưởng ở đây. Vì thực ra là nếu mà cứ đố vui có thưởng thế này thì cũng chắc là đến tối mất. Sau đây chúng tôi xin chuyển sang một phần ca nhạc nho nhỏ do thành viên của ban tổ chức sẽ trình bày. Xin mời một ca khúc do bạn Quỳnh và bạn Phương Anh sẽ biểu diễn. Xin cảm ơn các bạn. Đây cũng là một ca khúc hết sức là quen thuộc. Chắc là sẽ quen thuộc hơn những cái giai điệu ở các nhà ga vừa rồi đấy ạ. Chúng ta sẽ cùng chờ xem đó là bài hát nào nhé. まさかね、そんなこと。
Hình như bài hát vừa rồi là Nagaida. À vâng, xin cảm ơn. May quá, vẫn nhớ tên. Vâng, đúng là Nagaida. À, hôm nay có lẽ là chắc là cũng ở trong số tất cả các anh chị có mặt ở đây ngày hôm nay chắc cũng khoảng phải hơn 20 năm hoặc là 20 năm hoặc là 15, 17 năm rồi chúng ta mới có được gặp lại nhau ở đây đúng không ạ? Và thực sự là rất xúc động và rất là vui mừng được đón tiếp tất cả các anh chị, rất nhiều các anh các chị ở các trường khác nhau có mặt tại hội trường này. Và chúng ta nên phải có một cái gì đấy đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Tiếp theo đây sẽ là phần giao lưu đối với cả các anh chị đã bớt chút thời gian đến tham dự sự kiện ngày hôm nay. Vâng. Thế và chúng tôi cũng, do là vừa rồi chắc là chúng ta đã gặp nhau đúng không ạ? Chia sẻ và nhớ lại rất là nhiều những cái kỷ niệm thanh xuân rồi. Chính vì thế mà chúng tôi muốn lắng nghe những kỷ niệm đó của các anh chị bằng cách là chúng ta sẽ bắt thăm ạ. Và các anh chị đồng ý không ạ? Chúng tôi bây giờ chúng tôi sẽ bốc thăm một mã số bất kỳ trong cái hộp đặt trước mặt trên bàn đây ạ. Và ai trúng số đó thì sẽ trúng được mang cái mã số đó thì chúng tôi sẽ đề nghị xin trân trọng mời anh hoặc chị đó lên đây để chia sẻ một chút về cái kỷ niệm thời du học sinh của mình được không ạ? Và sẽ được nhận quà đấy ạ, lại còn thêm thế nữa. Và đúng rồi đấy là phần rất là quan trọng đúng không? Và sẽ được nhận quà. Vâng ạ. Bốc đúng đây hả? Số bao nhiêu vậy An? Số 023, anh Nguyễn Huy Hoàng ạ. Số 023, anh Nguyễn Huy Hoàng có ở đây không ạ? Số 023, anh Nguyễn Huy Hoàng ạ. Anh Nguyễn Huy Hoàng có ở đây không ạ? Số 023. Ồ. Không có, thôi chúng ta lại sẽ không sang có rồi số à? Khác vâng. Đấy. Vâng. Hay là thôi Phương Anh. Thôi để Phương Anh thử phong thủy xem nào nhá. Số 247, chị Trần Thu Hoàng ạ. Chị Trần Thu Hoàng có đây không ạ? Hay quá, vâng, xin mời. Số 247 ạ. Chị Trần Thu Hoàng ạ. Hay quá, vâng, lại áo đỏ, lại váy đỏ, vâng. Lần này phong thủy có vẻ ổn đúng không? Hôm nay có vẻ rất là hợp với màu đỏ đấy. Hôm nay rất ổn, vâng. Ôi, lại cho quà luôn. Thế sướng. Thế là yên tâm đúng không? Vâng. Chia sẻ kỷ niệm kiểu gì cũng... Vâng. Còn biết kết quả đúng không? Có quà luôn rồi. Không phải nhận quà được. Chưa, không dễ thế đâu, không dễ thế đâu ạ. Vâng, trước hết là có lẽ là chị Hằng có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ? Em xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay thì em rất là vui vì có một cái sự kiện như thế này và được trở lại để hội ngộ với tất cả các anh chị và các bạn. Em xin giới thiệu, em là Trần Thu Hằng. Em học ở trường Yokohama. Và hôm nay cũng rất là vui vì là gặp được rất là nhiều các anh chị các bạn đến từ Yokohama và chụp được kiểu ảnh kỷ niệm cùng với tất cả mọi người. Và em xin gửi lời chào tới tất cả mọi người ạ. Xin đề nghị các anh chị cho chị Hằng một tràng pháo tay được không ạ? Vâng, theo lời giới thiệu thì chị Hằng học trường Đại học Yokohama. Vâng ạ, Yokohama. Vâng. Thì chúng tôi ấn tượng của chúng tôi về Yokohama là một thành phố rất là sạch đúng không ạ? Đầu tiên là phải sạch. Nhật và sạch rất là vâng, rất là sạch đẹp và hầu và gì ạ, rất là hiện đại đúng không ạ? Vâng. Yokohama thì là một thành phố cảng. Vâng, thành phố cảng. Đẹp, vâng. Vâng, thuộc tỉnh Kanagawa đúng không ạ? Vâng. Vâng ạ. Thế chị Hằng có thể nhân đây thì thôi thì cũng 1-2 phút gì đấy chị Hằng có thể chia sẻ cho tất cả chúng tôi một cái kỷ niệm nho nhỏ nào đó về cái thời mà mình mới sang Nhật được không ạ? Tức là lúc đấy là một có thể là một cô bé sinh viên Việt Nam mới lần đầu đúng không ạ? Lần đầu tiên đặt chân đến đất nước Nhật Bản thì có cái ấn tượng gì hay là có một cái người ta gọi là culture shock đấy ạ, một cái sốc gì về văn hóa không ạ? Hay là một cái kỷ niệm đẹp nào đó về một cái cuộc tham quan du lịch hoặc là ngắm hoa anh đào hay là đi onsen gì đấy cũng được ạ. Vâng ạ. Khi mà nhớ về đất nước Nhật Bản thì những cái ngày đầu tiên sang Nhật thì em không biết các anh chị thế nào nhưng mà em ấn tượng nhất là khi mà đến ký túc xá học tiếng Nhật ấy ạ, thì rất nhiều các anh senpai đến để không chỉ các anh mà cả các chị nữa đến để hướng dẫn rồi là dẫn nhiều khi là dẫn bọn em đi siêu thị mua sắm rồi là có thể ngay ngày hôm sau hay là em nhớ một tuần sau đấy là dẫn bọn em đi tham quan một vòng Tokyo rồi là một vòng Yokohama. Trong đó em ấn tượng nhất là lần đầu tiên em được đi Z Coaster, tức là cái Z Coaster ở Yokohama. Và từ đấy em ấn tượng mãi bởi vì là
chưa bao giờ đi mà cuối cùng là senpai mua đủ vé tất cả cho mình, cho tất cả các bạn trong đoàn, bất kể là bạn nào sợ độ cao hay không, nhưng mà mua hết vé và tống hết lên cái tàu jet coaster đấy để mà đi gần như là lao thẳng xuống biển luôn. Em vẫn nhớ cái kỷ niệm đó gần như là mãi không quên. Vâng, kỷ niệm đó thì có thể nhiều đấy là người lý biết do tại sao mà em lựa chọn thành phố Yokohama để học. Anh Trương Hoàng sao cứ cười suốt đấy, anh Trương Hoàng nhỉ? Cười là hay là do anh Trương Hoàng đưa đi đấy ạ? À, không phải ạ. À. Vâng, tôi xin cảm ơn chị Hằng. Nói chung tới tất cả anh em chúng ta ở đây, khi mới đặt chân sân Nhật thì chắc chắn là tất cả chúng ta đều có những cái bỡ ngỡ và đều có những cái kỷ niệm riêng nào đó. Và thời lượng chương trình thì cũng không cho phép tất cả chúng ta lên đây để giải bày được. Nhưng mà thôi, xin đầu tiên xin cảm ơn chị Hằng là người đã may mắn được bốc đúng số, mã số đúng không ạ? Và xin chúc chị Hằng và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và thành công. Xin cảm ơn chị. Xin cảm ơn chị Hằng. Vâng, tiếp theo hay là chúng ta nhờ chị Hằng bắt thăm tiếp nhờ? Chị Hằng ở đây bắt thăm tiếp chúng tôi một số được không ạ? À vâng, xin rồi, chị Hằng bốc thăm giúp cho một số được không ạ? Số bao nhiêu đây ạ? Số bao nhiêu sẽ được sướng tên đây ạ? Cảm ơn ạ. Số 050 Nguyễn Phương Linh ạ. Số 050 chị Nguyễn Phương Linh có ở đây không ạ? Có ạ. À rồi, xin mời, hay quá. Xin mời ạ. Xin cảm ơn chị Hằng. À đây là bạn Nguyễn Phương Linh ạ. Vâng, xin mời. Vâng, câu hỏi xin lỗi, đầu tiên là chúng ta sẽ làm quen với Nguyễn Phương Linh trước nhá. Xin mời người Nguyễn Phương Linh tự giới thiệu một chút về bản thân. Em chào các anh các chị. Em là Nguyễn Phương Linh, em sinh năm 2000 nên là em nghĩ rằng là em sẽ trẻ nhất trong hội trường của mình hôm nay ạ. Em mới về nước được hơn một tháng cho nên em rất mong mọi người được giúp đỡ em ạ. Em cảm ơn ạ. Rồi, ok. Phương Linh đứng giữa vào đây dùng nhé. Vâng, thế thì kỷ niệm mà chúng tôi muốn Phương Linh chia sẻ đấy là hồi mới sang Nhật ý, thì không biết là Phương Linh có gặp những cái khác biệt về văn hóa, về tập quán, về lối sống nào đấy mà sau đấy nó sẽ dẫn đến một cái kỷ niệm nào, hoặc là kỷ niệm rất là buồn cười chẳng hạn, vì chẳng hạn, hoặc là mình cũng sẽ rất là ngượng khi mà mình gặp cái sự khác biệt về văn hóa đấy. Bạn có kỷ niệm nào như vậy hay không? Chẳng hạn như mình hồi trước khi mà mới sang Nhật, hồi đấy là năm 1997. Năm 97 thì hồi đấy Việt Nam vẫn còn rất là nghèo, trong khi Nhật thì đã rất là phát triển rồi. Và thời đó thì cái cửa tự động là chưa hề có. Thế là một lần mình được chị senpai đang sống cùng với cả host family ở trong một cái chung cư rất là cao cấp ở Ikebukuro, chị mời bọn mình đến nhà chơi. Thế và chị nói rằng là chờ một chút để đó. Thì khi mà bước chân vào cái khu chung cư cao cấp đó thì có cửa tự động. Thế là bọn mình khi mà nó tiến đến gần cái cửa ấy, cái cửa nó mở ra. Ôi, sao mình đến gần mà cái cửa nó mở ra vậy? Thật là kỳ lạ. Thế xong sau đấy thì bọn mình sợ quá và lùi lại. Thế cửa nó đóng lại. Ôi, trò này vui nha. Thế là thôi, tất cả mà cả nhóm mình khoảng 4 người gì đấy, cứ nhảy ra này, nhảy vào này, nhảy ra này, nhảy vào để cho cửa nó đóng ra đóng vào. Rất là vui vì cái chuyện đó. Em lúc sau thì thấy một ông Nhật, ông ấy chạy ra. Và An có đoán là ông ấy đã nói như thế nào không khi mà thấy cái cảnh đó? Chắc là ông ấy sẽ nói là trông rất là ngớ ngẩn đúng không ạ? Ôi mày là nói nhiều xin à? Và mình thì thực sự là lúc đấy là những cái người mà rất là trẻ và thấy giờ đấy rất là vui. Nhưng mà đấy nó là cái sự khác biệt về văn hóa. Vâng. Chẳng hạn như vậy, Linh có câu chuyện nào không? Vâng, từ câu chuyện của chị thì em cũng nhớ ra một câu chuyện mà có thể nói là vừa vui vừa buồn. Là tại vì em có làm thêm ở các nhà hàng của Nhật Bản và các bạn người Nhật làm thêm cùng em thì rất nhiều bạn đặt ra một câu hỏi với em là thế ở Việt Nam có nồi cơm điện không? Hoặc là ở Việt Nam phải có điện không? Thế thì em thực ra cũng rất là buồn cười với câu hỏi của các bạn. Nhưng mà cũng buồn là tại vì Việt Nam mình không những là đẹp về thiên nhiên mà hiện tại thì đang là một đất nước đang phát triển rồi và cũng rất là hiện đại. Thế em cũng chính vì cái điều lý do đó mà em mới học về du lịch.
em thực sự là rất là muốn các bạn biết nhiều hơn về Việt Nam, muốn là cái cầu nối cho các bạn Nhật Bản nữa. Các bạn cũng muốn biết đến Việt Nam rất là xinh đẹp ạ. Thì đấy là kỷ niệm của em với cả các bạn Nhật Bản. Rồi, xin cảm ơn bạn. Vâng, thực ra thì nếu mà nói về những cái kỷ niệm ngây ngô như vậy thì rất là nhiều. Và xin cảm ơn bạn Linh. Đề nghị ban tổ chức chúng ta có một chút quà nhỏ cho bạn Linh được không ạ? Bạn Linh là sinh năm 2000 đúng không ạ? À vâng, rất trẻ. Xin cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn hôm nay đã đến với chương trình của chúng tôi. Sau đây là Phương Mai Anh. Đây, cảm ơn. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một nhân vật mà chúng tôi sẽ chỉ định tên tuổi đàng hoàng, không cần phải bốc thăm nữa. Bạn ấy do ban tổ chức lựa chọn ra và quyết định mời. Đó là xin mời chị Mai Anh. Xin mời chị Trần Mai Anh ạ. Xin mời chị Trần Mai Anh lên sân khấu ạ. Chị Trần Mai Anh ơi. Chị Trần Mai Anh ơi. Bên kia rồi. Chị Trần Mai Anh ơi, mời chị ạ. Thì rất nhiều anh chị ngạc nhiên tại sao ban tổ chức lại chỉ định một người như thế này lên đây làm gì. Vâng, nhưng mà chắc chắn là nó cũng phải có một cái lý do gì đấy. Vâng. Vừa rồi thì tại vì bọn em có nhắc đến cái câu chuyện về host family, những người Nhật Bản mà đã hết sức là khi mà mình mới là lưu học sinh mới sang thì cũng là những người mà rất là gần gũi và dạy chúng ta những cái bạn những lưu học sinh người nước ngoài rất nhiều điều đúng không ạ? Thế và em được biết rằng là chị cũng có rất là nhiều những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ và đáng quý đối với cả các bố mẹ nuôi người Nhật Bản, các host family. Vì thế mà bọn em rất là muốn chị chia sẻ cái kỷ niệm đó ạ. Em mời chị ạ. Rồi, xin cảm ơn. Trước hết là chị Mai Anh nên cũng giới thiệu một chút về mình, về bản thân mình. Xin chào cả nhà. Hôm nay rất là vui và không biết làm sao lại có dịp lại được đứng lên đây. Mình là Mai Anh, học Todai. Vâng. Tính ra thời gian của mình ở Nhật, đầu tiên chỉ tính rằng là đi với học bổng JICA chỉ có 2 năm thôi. Nhưng không ngờ là đến 12 năm đã trải qua tại Nhật Bản và có quá nhiều là kỷ niệm. Từ những cái ngày đầu sang thì mình cũng được JICA, học bổng JICA chăm sóc rất là kỹ lưỡng. Có host family chia sẻ rất là nhiều những cái... cuộc sống, rồi cho đi chơi. Rồi tiếp sau đó nữa là đến Momoka Kakusho cũng lại có được thêm các cái cơ hội đó. Nhưng có một kỷ niệm rất là đặc biệt với chính gia đình của ông bà Ishizuka. Thì đến giờ này ông bà không chỉ là bố mẹ nuôi của mình, còn là ông bà, gọi đúng là ông bà của hai đứa bé nhà mình nữa. Bây giờ Sakura lúc nào đi đâu cũng tự có thêm một cái tên Nhật nữa là Sakura Ishizuka. Đó, để thấy được rằng là cái sự yêu thương, chăm sóc của ông bà đối với gia đình phải nói là rất là chân thành. Rất chân thành, tuyệt vời đúng không ạ? Rất chân thành và nồng ấm. Đấy, bọn mình được có những cái bữa Tết. Một nhân duyên rất là tốt đúng không ạ? Nhân duyên rất là tuyệt vời. Tuyệt vời. Nên rất là cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn chị Mai Anh. Quà sau đi. À chưa tặng quà, quên mất chị ơi. Các em ơi làm. Đúng là khi mà lắng nghe những cái câu chuyện cảm động như thế này thì tự nhiên lại muốn nghe một cái bài hát rất là để mà cảm động hơn đúng không ạ? Vâng. Thế tiếp thì có lẽ tiếp theo chúng tôi sẽ xin mời một đôi song ca lên sân khấu. Và bài này cũng là một bài mà tất cả chúng ta có lẽ đều rất là quen thuộc ạ. Xin mời Quỳnh và Hằng ạ. Xin bạn mời Quỳnh và bạn Hằng ở đâu rồi ạ? Quỳnh và Hằng xin mời lên sân khấu ạ. Xin các anh chị cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho hai ca sĩ chúng ta. Thì Minh Hằng và Thúy Quỳnh xin trình bày bài hát Kokoro no Tomo. Mong mọi người lắng nghe ạ.
nata kara kurushimi o ubaeta sonno toki watashi ni mo ikite yuku yuki ga waite kuru Alo. Anh Hà Minh làm gì bị dịn thế? Anh Hà Minh ơi. Làm gì bị dịn thế em biết nữa. Xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe ca khúc vừa rồi của do bạn Quỳnh và bạn Hằng đã biểu diễn. Một lần nữa xin cảm ơn bạn Quỳnh và bạn Hằng ạ. Hôm nay nhân tiện nhân dịp tất cả chúng ta tụ họp ở đây, thì chúng tôi cũng biết rằng là rất nhiều các anh, các chị sau khi du học tại Nhật Bản về đã rất thành công trong rất nhiều các lĩnh vực. Rất nhiều các anh chị là chủ các doanh nghiệp lớn và nhiều anh chị là đạt rất nhiều các thành tựu, các thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học, rồi làm công tác quản lý ở các trường đại học, ở các cơ quan ban ngành, v.v. Đây thực sự là một cái niềm tự hào và vinh dự đối với các cái thế hệ lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản, và cũng là cái tấm gương để cho tất cả các bạn hiện nay đang học tập tại Nhật Bản noi theo. Dĩ nhiên là hiện nay thì cũng rất nhiều các bạn lưu học sinh Việt Nam tại Nhật đang rất nỗ lực cố gắng và cũng có rất nhiều bạn rất ưu tú. Và hôm nay một trong những gương mặt tiêu biểu mà chúng tôi muốn giới thiệu lên sân khấu và cũng có một cái không khí rất là, nói theo kiểu dân dã là rất hot đấy ạ. Tức là tất cả các anh chị vừa biết là SEA Games 31, tức là Đại hội Thể thao Đông Nam Á vừa mới kết thúc tại Hà Nội và vừa có lễ bế mạc xong, đúng không ạ? Và hôm nay là trong cái thế hệ, trong số tất cả những thành viên tham gia vào cái buổi họp mặt ngày hôm nay, thì chúng tôi vui mừng giới thiệu lên sân khấu chị Nguyễn Hoàng Ngân, nữ hoàng Karate Do thế giới và hiện nay đang là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Karate Do Việt Nam. Và vừa rồi, dưới sự dẫn dắt của chị Ngân, thì các vận động viên của chúng ta trong đoàn karate của chúng ta đã đoạt hai huy chương vàng SEA Games. Một lần nữa xin đề nghị tất cả chị vỗ tay nhiệt liệt ngay. Xin cảm ơn. Xin chào chị Ngân ạ. Xin mời các anh chị ạ. Xin mời chị Ngân có thể đôi lời phát biểu một chút được không ạ? Cũng
cũng hơi bất ngờ một chút. Dạ em xin phép chào các anh các chị senpai của mình. Dạ em ở đây thì em thấy là em là có thể là sinh viên, cựu sinh viên trẻ, gần như là trẻ nhất. Vì em thấy các anh các chị rất là lớn hơn mình rất nhiều. Từ cái thời mà em có thể chưa sang học, trước đây em sang học từ năm 2009 và em vào trường Kokushikan Daigaku học khoa giáo dục thể chất và em vẫn về cống hiến cho thể thao Việt Nam và hiện tại em đang làm huấn luyện viên đội tuyển karate nữ. Thì vừa qua SEA Games đúng là em đã mang về 2 chiếc huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Tất cả chúng ta vỗ tay được không ạ? Xin chân thành. Quá xuất sắc đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn. Và hy vọng rằng em cũng chúc là cho các anh chị senpai ở đây ngày một thành công hơn nữa và đem lại những thành tựu lớn hơn nữa về cho đất nước cũng như là đóng góp cho tổ quốc của chúng ta thêm giàu mạnh hơn nữa. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Xin cảm ơn chị Ngân. Xin cảm ơn bạn Ngân đã chia sẻ những... Và hôm nay thì ban tổ chức cũng có một món quà nho nhỏ gửi tặng chị Ngân để gọi là vừa là chúc mừng những cái thành tích mà đội tuyển chúng ta đã đạt được ạ. Xin cảm ơn chị. Rồi. Cảm ơn chị Ngân ạ. An ơi, vừa rồi mình vừa mới đi thị sát ở dưới kia một chút. Vâng. Thì thấy rất nhiều các anh chị bảo rằng là muốn chuyển sang tiết mục karaoke. Tiếng Nhật. À, karaoke tiếng Nhật ạ. À. Vâng, được thôi ạ, vâng. Thế thôi, mình phải, ban tổ chức cũng phải nghe theo thôi, đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Thế chuyển sang tiết mục karaoke luôn nhé, các anh chị em nhé. Các anh chị đồng ý không ạ? Vâng ạ. Vâng, bây giờ thì xin mời chúng ta chuyển sang chương trình karaoke luôn đi ạ. Các anh chị nào có bài nào muốn đăng ký lên hát không ạ? Có thể đăng ký ở đây ạ. Các anh chị ơi. Các anh chị ơi, karaoke nào. Trong lúc chờ các anh chị chuẩn bị cho tiết mục karaoke thì có lẽ chúng ta cũng nên... Thôi thì chúng ta nên giai đoạn quá độ này ta nên một chút đố vui, có thưởng. Rồi, ok. Có vui không ạ? Rồi, thế thì... Các anh các chị có thích đố vui có thưởng không ạ? Một chút thôi ạ, một chút cho nó nhẹ nhàng trong lúc chúng ta đang suy nghĩ và đăng ký tiết mục karaoke được không ạ? Phương Anh có thể cho một hai câu hỏi gì đó để các anh chị tham khảo. Rồi, chúng ta sẽ lấy một cái câu rất là dễ nhá các anh chị nhá. Rất là dễ để mà anh chị nào mà có thể trả lời được thì sẽ lên trả lời để mà nhận phần thưởng của ban tổ chức. Quà chuẩn bị rất nhiều đấy anh chị ạ. Xin gửi tới các anh chị một câu hỏi đầu tiên. Các anh chị có biết Nhật Bản có bao nhiêu tỉnh không ạ? Các anh chị có biết là Nhật Bản có bao nhiêu tỉnh thành không ạ? Xin hỏi các anh chị ở đây có ai biết được đất nước Nhật Bản có bao nhiêu tỉnh thành không ạ? Alo, alo ạ. Các anh chị có biết ở đây, anh chị ở đây có ai biết đất nước Nhật Bản có bao nhiêu tỉnh thành không ạ? Không ai nắm được ạ. Câu hỏi khó quá ạ. Thế thì chuyển sang câu dễ hơn vậy nhá. Các gia vị cơ bản... Có người giơ tay rồi ạ, vâng. À, vâng, xin mời ạ. Xin mời. À, 47 tỉnh thành có đúng không ạ? À, chuẩn luôn. Rồi, xin mời. Mời bà lên đây. Xin mời ạ, xin mời ạ. Quần ta là... 47 tỉnh thành, đúng rồi ạ. À, rồi, bạn. Xin mời bạn. À, vâng, em xin giới thiệu em Đỗ Ngọc Hà, học trường Yamanashi. Cũng mới về cách đây được một tháng ra vẫn nhớ được là bên đây có 47 tỉnh ạ. À, xin hết ạ. Xin cảm ơn bạn Hà. Rồi xin mời bạn Hà nhận phần quà của mình đi ạ. Xin cảm ơn bạn đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Rồi. Cảm ơn bạn Hà. Thế thì chắc là thêm một câu hỏi thật là dễ nữa nhở. À rồi, các gia vị cơ bản trong chế biến món Nhật được viết tắt là sa, shi, su, se, so. Những chữ này là viết tắt của những gia vị nào ạ? Anh chị nào biết có thể lên sân khấu trả lời được không ạ? Có đấy, câu hỏi này của Phương Anh, anh chừng có vẻ khó đấy. Bạn có thể đọc lại câu hỏi một lần nữa được không ạ? Sợ là nhiều anh chị ở xa, đứng xa chưa nghe thấy ạ. Các gia vị cơ bản trong chế biến món Nhật được viết tắt là sa, shi, su, se, so. Những chữ viết này là viết tắt của những gia vị nào ạ? Có nhiều anh chị ở đây, có lẽ anh Quốc có thể anh sẽ nắm được vấn đề này hơn đúng không ạ? À, hình như là đúng rồi, anh Quốc nghe nói là nấu ăn rất là ngon đúng không ạ? Vâng, ở đây có anh Phan Hữu Duy Quốc ạ. Anh Quốc nghe nói là anh Quốc nấu ăn rất là ngon, chắc chắn là sẽ biết được các cái gia vị cơ bản này của Nhật rồi. Đúng rồi anh Quốc.
Anh Quốc không biết ạ. Thôi chúng ta chuyển sang một câu hỏi khác đi ạ. Đó là Sato, Shio, Osu, Shoyu và Miso ạ. Thôi chúng ta có thể bây giờ bắt đầu chuyển sang phần karaoke luôn được không ạ? Bài gì ạ? Vâng, thế thì chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo là phần ca nhạc ạ. Bài Best Friend ạ. Có anh chị nào thuộc bài Best Friend không ạ? Best Friend của Kidoro ạ. Có lẽ là cứ cho nhạc đi ạ. Cứ cho nhạc đi rồi thế nào cũng có người lên đấy ạ. Anh chị nào ơi, chúng ta lên hát được bài này, lên hát bài này được không ạ? Bây giờ phải có một anh lên đây, anh Trương Hoàng lên đây hát, hát mồi đi ạ. Quỳnh ơi, Quỳnh ơi, Hằng ơi, Hằng ơi. Chị nào hát được không ạ? Thank you.
Xin cảm ơn bạn Hoàng Anh. Xin thưa với tất cả các anh chị, thực ra thì chương trình của chúng tôi hôm nay, theo chương trình thì cũng còn phải kéo dài thêm một chút nữa. Nhưng mà vì lý do hôm nay cũng có trục trặc một chút về vấn đề thời tiết. Thứ hai là do vấn đề liên quan đến hội trường, cũng như là một chút lý do về sự eo hẹp về thời gian. Chúng ta đều biết hôm nay là Chủ nhật, và ngày mai thì phần lớn tất cả các anh chị em ở đây chúng ta đều sẽ có cái buổi làm việc đầu tuần. Và thường là ngày làm việc đầu tuần thì tương đối bận rộn và rất là vất vả. Và cũng không loại trừ ngày mai còn mưa gió nữa, cho nên là đến giờ thì cũng xin phép và được kết thúc cái chương trình ở đây. Và nhưng mà trước khi kết thúc thì chúng tôi có hai nội dung muốn trao đổi. Nội dung thứ nhất là lúc nãy khi mà Vinh ra cảm ơn cái chưa kết tiếp cái mục cảm ơn và tặng quà cho các nhà tài trợ kim cương thì đã xong rồi. Nhưng các nhà tài trợ vàng và các nhà tài trợ bạc thì đều có kỷ niệm chương, đều có quà ở bàn của ban tổ chức. Thì xin trân trọng mời tất cả các anh các chị là đại diện của các nhà tài trợ vàng và bạc cuối chương trình xin mời đến ban tổ chức để nhận phần quà và kỷ niệm chương. Đó là một nội dung. Nội dung thứ hai là lúc nãy thì chúng tôi có trao cái phần quà và nội và cái giấy chưa và cái lời cảm ơn, cái thư cảm ơn cho nhà tài trợ kim cương của bên của đơn vị Hatoyama. Nếu mà anh chị nào của Hatoyama còn ở đây thì xin mời các anh chị đến gặp ban tổ chức một chút ạ. Và sau đây chúng tôi và tiến mục cuối cùng thì chúng tôi xin trân trọng kính mời anh Thanh Hoàng, là một thành viên kỳ cựu của sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản, cũng như là một trong những thành viên cốt cán của ban tổ chức, sẽ có vài lời
cuối cùng dành cho chương trình hôm nay. Xin trân trọng mời anh Hoàng. Một lần nữa. Các bạn ơi, chương trình đã về khuya. Tôi xin mời các bạn chúng ta cùng tiến lên phía trước nhỉ. Cùng nghe anh Hoàng chia sẻ một đôi lời. Xin mời các bạn chúng ta cùng tiến lên phía trước. Các bạn ơi, chúng ta cùng tiến lên phía trước một chút đi. Xin một lần nữa gửi lời chào đến tất cả các vị khách và các bạn tham gia ngày hôm nay. Thực sự thì là với cá nhân tôi, cái hoạt động ngày hôm nay nó gợi lại rất nhiều kỷ niệm. Cái không khí nó rất giống với không khí của những cái hoạt động khi mà còn là du học sinh cách đây 20 năm, 30 năm. Thì các cái hoạt động của visa trước đây là có một đặc điểm là luôn luôn vui. Thế và vui nhất là ban tổ chức. Thế mặc dù là ban tổ chức rất vất vả, thì lần này cũng vậy. Một ban tổ chức có 30 người trong một quãng thời gian rất là ngắn, phải nói là ngắn khủng khiếp, đã hoàn thành cái việc chuẩn bị cho một cái hoạt động rất là hoành tráng như thế này. Tôi muốn được gửi lời cảm ơn tất cả các bạn trong ban tổ chức. Xin chúng ta một tràng vỗ tay ạ. Thế và tôi cũng nghĩ rằng là thông qua cái hoạt động lần này thì đã cảm nhận được có một cái dự cảm là chúng ta có thể làm được nhiều việc hơn nữa. Thực sự là tôi được giao nhiệm vụ là thiết kế cái banner cho ban tổ chức. Nhưng mà làm 10 lần vẫn không xong. Tại vì cứ làm xong lại có thêm nhà tài trợ lại phải ép vào. Nghĩa là số lượng nhà tài trợ lớn hơn chúng tôi dự liệu rất là nhiều. Nó cho thấy là cộng đồng cựu lưu học sinh tại Nhật Bản thực sự đã thành một thế lực rồi. Rất nhiều tiềm năng. Rõ ràng là 30 năm qua thì là cái mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản thay đổi nhiều. Cái cán cân quan hệ nó cũng thay đổi nhiều. Và cái sức mạnh của cái cộng đồng người Việt Nam hiểu biết về Nhật Bản, mà trước hết là các bạn lưu học sinh, cựu lưu học sinh, thì nó lớn lên rất nhiều rồi. Và tôi nghĩ rằng là chắc chắn trong thời gian tới chúng ta có thể cùng nhau làm được nhiều việc hơn nữa, có ý nghĩa hơn nữa, có giá trị hơn nữa. Và rất mong là sẽ lại được gặp lại tất cả các bạn trong các hoạt động tới đây của chúng tôi. Vậy xin lời gửi lời chào các bạn và chúc sức khỏe. Hẹn gặp lại. Vâng, xin cảm ơn anh Thanh Hoàng ạ. Vâng, xin cuối cùng xin một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị đã dành thời gian đến đây tham gia vào cái buổi hội ngộ, cái chương trình giao lưu ngày hôm nay. Vẫn chụp ảnh ạ, vâng. Thôi thì để kết thúc chương trình thì một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và chúc tất cả các anh chị cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe và thật sự là hạnh phúc. Chúc các anh chị tối nay có một buổi tối ngủ thật ngon và sáng mai sẽ tiếp tục mở đầu một ngày mới, một ngày làm việc đầu tuần mới thật là sự là hoàn hảo. Và cuối cùng xin mời tất cả các anh chị ai có nhu cầu muốn chụp ảnh xin mời các anh chị tiếp tục. Chúng ta có khoảng tầm 30 phút cho chương trình này ạ. Tôi đề nghị đội xã hội đen đã xây dựng cái chương trình này. Mời chị Trinh, chị Vân Anh,